Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hóa độ sanh sâu dày của Đức Phật, Chùa Diệu Pháp sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản lúc 10 giờ 40 phút sáng ngày 2 tháng 6 năm 2024. Chương trình Đại lễ Phật Đản gồm có Thuyết Pháp, Nghi thức Khánh Đản, Lễ Tắm Phật, Lễ Trai Tăng, Lễ Phóng Sanh, trao giải thưởng cho những học sinh xuất sắc, phụ diễn văn nghệ cúng dường Phật Đản, thọ trai và thăm viếng tặng quà cho quý vị cao niên. Xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và trân trọng kính mời chư liệt vị quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Pháp ở 311 East Mission Road, thành phố San Gabriel, Cali 91776. Sự hiện diện quý báu của chư liệt vị sẽ không chỉ biểu tỏ lòng biết ơn lên Đức Phật mà còn góp phần cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Quý vị có thể đậu xe ở siêu thị Thuận Phát ở 1635 South San Gabriel Boulevard, thành phố San Gabriel, 91776, sẽ có xe đưa đón về Chùa Diệu Pháp. Trân trọng kính mời, trụ trì Chùa Diệu Pháp, tỳ kheo Thích Viên Lý.